biết là cái tâm trạng bạn đó đối với con thì cũng sẽ khó chịu, nói chung là cũng có lời qua tiếng lại, nhưng mà con hiểu vấn đề đó nên thôi con sẽ chọn cách im lặng. Lời qua tiếng lại là trên internet hay là trong cái nightclub? Bạn nó không nói gì với con nhưng cứ luôn tìm những người xung quanh con để nói nặng lời và tới tai con. Dạ đúng rồi. Con có tìm bạn đó để nói chuyện thì con có nói là có việc gì hoặc là có cái khúc mắc gì đó, hoặc là có một cái suy nghĩ là con là người thứ ba vậy thì cứ nói thẳng trực tiếp với con có thể giải thích được, là vì rõ ràng là khi con gặp bạn này khi bạn này đang quen bạn đó thì con đã không quen rồi. Thì sau một khoảng thời gian thì bạn nó giống như kiểu không có dám nói chuyện trực tiếp với con mà chỉ có nói lòng vòng thôi, thì sau khoảng thời gian thì bạn nó cũng im lặng. Có tin vui cái em bé đúng không? Chị Vân với anh Thuận là xin chúc mừng gia đình sắp sửa đón thêm một thành viên mới. Bây giờ thì xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Con cũng xin tự giới thiệu với lại cô chú cũng như là các bạn đang xem chương trình. Thì con tên là Phương Anh, con sinh năm 94. Công việc của con là một người dẫn chương trình, diễn viên tự do. Em bé mấy tháng rồi? Dạ hiện tại em bé được hơn 3 tháng rồi. Mời con. Xin chào chú Thuận, con Vân. Con là tên là Cao Trí, con 2001. Con là 2001. Giờ cách nhau 7 tuổi. Không, nếu vậy là con là hơi bị chững chạc đó nha, nhìn không có chênh lệch gì hết trơn. Dạ. Vậy cháu làm ở một gọi là bartender á. Chắc có lẽ là cô này là trong một buổi tối là đi club cho anh đến một cái bói nơi nhà. Lần đầu tiên thấy chú Thuận đoán đúng được 100% luôn. Ủa em, như vậy đúng em được cấp bằng luôn nè. Con cũng chia sẻ một xíu về cái câu nói chuyện con đi. Gặp nhau. Dạ. Cái thời điểm đó là mới vừa hết dịch xong, tụi con cũng muốn đi chơi ở những cái quán rượu. Dạ đúng rồi, thì tới quán đó mới vừa hết dịch mà, nên mọi người ai cũng đeo khẩu trang hết, không có thấy mặt nhau được hết. Còn lúc đó còn đang còn độc thân, còn bay nhảy lắm. Xong rồi đi thì kiểu tim với anh coi có quán có anh nào đẹp trai. Mình cũng chỉ muốn là giỡn vui để trong cái buổi đó nó thật là vui thôi. Thì đi trong cái quán đó thấy anh này là đẹp nhất, đẹp. Nhìn ngoại hình là kiểu mình ưng nhất, đẹp nhất, kiểu nói chuyện vui rồi làm quen với nhau thôi. Nhưng mà lúc đó thì không có ý định gì hết. Là phải 2 tháng sau anh, hơn 2 tháng sau thì lúc đó con mới quay trở lại cái quán rượu đó, mới gặp lại thì lúc đó mới bắt đầu chính thức là làm quen với nhau. Tức là lần thứ nhì. Con á, khi mà bạn này về rồi con có cái cảm xúc gì với bạn không? Lúc đó là bạn này đang có người yêu của ạ. Sau 2 tháng sau gặp lại thì chắc có lẽ là bên này mới chia tay. Dạ không, vẫn còn đang có người yêu luôn. Và 2 tháng quay trở lại có cái gì đó khác khác không? Đó là con không nói chuyện với bạn này luôn. Thì tầm 1 tuần, 2 tuần sau thì bạn này là người chủ động nhắn tin lại với con. Thì lúc đó bạn mới chính thức là chia tay người yêu rồi. Nhưng mà thật ra là Cao Trí có để ý cô gái này đúng không? Dạ có, nhưng mà kiểu lúc đó con để ý kiểu cũng cho vui vui thôi, con cũng không có để ý gì nhiều. Vui gì, xinh chết rồi, vui vui gì. Chia tay trong êm đẹp á, nên là mọi thứ nó cứ bình thường. Con cũng chia sẻ là cái tính con nó hơi vô tâm một tí, nó hơi vô cảm. Nếu mà chia tay không có cảm xúc gì nhiều lắm. Con chưa đủ yêu đó, chưa yêu rồi, rồi chứ con đau lắm. Đau lắm đó. Lúc đó là con không có hề tin bạn này luôn. Bạn này có nhắn tin cũng chỉ nghĩ cho vui thôi, không có suy nghĩ là sẽ đi tiến tới với bạn này hay là có gì hết. Thì khoảng thời gian dài thì bạn là cái người mà từng ngày thuyết phục con. Dài là dài bao lâu? Chắc cũng gần 1 năm. Gần 1 năm, năm luôn, dài dạ thiệt. Chứ chị tưởng tuần mấy. Tại vì nó nhiều lắm em, nó nhiều cặp nó đến với nhau. Dài bất ngờ luôn, giận nhau mà dài nhất là 24 tiếng. Vậy là sau 1 năm là quyết định là yêu bạn ấy đó, dạ. Đúng không? Thì có bao giờ hai đứa đi chơi mà gặp người yêu cũ của con không? Nhiều lắm cô. Bạn này còn làm việc thì vẫn còn làm việc chung với người yêu cũ. Cho nên là con đi tới cái chỗ mà bạn này làm việc thì gặp người yêu cũ thường xuyên luôn. Rồi con có bao giờ con bị xử tử không? Con bị phản ứng không? Con biết là cái tâm trạng bạn đó đối với con thì cũng sẽ khó chịu, nói chung là cũng có lời qua tiếng lại, nhưng mà con hiểu vấn đề đó nên thôi con sẽ chọn cách im lặng. Lời qua tiếng lại là trên internet hay là trong cái nightclub? Bạn nó không nói gì với con nhưng cứ luôn tìm những người xung quanh con để nói nặng lời và tới tai con. Dạ đúng rồi. Là nói sau lưng con. Dạ đúng rồi. Nhưng mà con cảm thấy là kiểu nếu mà có việc gì á thì nói thẳng trực tiếp với con, chứ nếu mà làm phiền những người xung quanh con thì chính con rất là ngại. Con có tìm bạn đó để nói chuyện thì con có nói là có việc gì hoặc là có cái khúc mắc gì đó, hoặc là có một cái suy nghĩ là con là người thứ ba vậy thì cứ nói thẳng trực tiếp với con có thể giải thích được, là vì rõ ràng là khi con gặp bạn này khi bạn này đang quen bạn đó thì con đã không quen rồi. Thì sau một khoảng thời gian thì bạn nó giống như kiểu không có dám nói chuyện trực tiếp với con mà chỉ có nói lòng vòng thôi. Thì sau khoảng thời gian thì bạn nó cũng im lặng. À, lúc đó con biết chuyện đó không? Dạ con biết. Rồi con có gặp bạn đó để con nói là không nên làm như vậy không? Đó là một câu chuyện của con gái nên con cũng xin con né luôn không? Dạ con né luôn, con đứng ở ngoài con nhìn luôn. Rồi sau đó là bao nhiêu lâu hai đứa làm đám cưới?
là gần một năm sau là tụi con quyết định là đi đến hôn nhân. Ban đầu con không có chịu cưới. Trong cái thời điểm mà con đến với bạn này, con không tin vào tình yêu nữa. Con cứ nghĩ là ừ thôi mình quen mình để đó thôi. Mà bạn này lúc nào cũng giục cưới hết. Mà con không hiểu tại sao con lớn tuổi hơn bạn mà bạn sợ ế, sao bạn cứ đòi cưới hoài. Cái vấn đề tuổi tác bọn con trai nó vậy đó. Cái vấn đề anh Bin ở đó là yêu chị Thiên Nga đó. Thiên Nga lớn hơn anh Bin là ba tuổi. Ba tuổi hả? Ba tuổi. Bên hải ngoại ta biết luôn rồi. Ủa thì ai cũng hỏi chứ. Thì giờ cái sự thật nó vậy thì mình nói vậy thôi. Anh yêu thầm chị Thiên Nga. Không á, chú như chị Nga không có gì hết nha. Chị Nga không có chịu. Xong chị Nga mới đi Mỹ đó. Dạ. Không, tôi chỉ thích Cát Phượng thôi. Rồi sao nè, dạ. Bây giờ lấy nhau về rồi. Ở với nhau thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Thật ra là con không biết chồng con suy nghĩ sao thì con. Nhưng mà tật xấu của chồng con thì trước đó là con đã thấy rồi. Cái đầu tiên mà con cảm thấy mình không thích thôi chứ rất là bừa bộn. Con nói là nhà là có một đứa bày và một đứa dọn. Đi về là xả ra, đi về là xả ra. Xong rồi làm cái gì cũng xả ra. Xong tính con rất là cầu toàn và kỹ tính luôn. Cứ đi đâu thấy khó chịu, nó không có nằm trong cái sắp xếp của mình là bực bội liền. Mình đã nói rồi, anh ơi nhớ để này vô. Ok, lát nữa anh dọn mà. Xong lát nữa mình cũng không thấy dọn. 2-3 tiếng sau tới mình dọn. Đúng rồi, cái mình phải đi dọn. Xong con hỏi là tại sao anh không dọn. Thì một lát nữa, tức là khi nào mà anh đứng lên nó là một lát. Không biết khi nào anh đứng lên. 10 người hết 8 người vậy rồi. Mà hồi trước tới giờ ở nhà con á, con kiểu là một cái đứa được cưng chiều. Mình không bao giờ phải đi làm cái gì hết. Cuối cùng mình phải làm ô xin dạ, đúng rồi. Mình... Mỗi lần bà dọn vậy bà có cằn nhằn không? Dạ thì chỉ hơi ràm thôi. Bừa bộn còn gì nữa? Rất là xài không cô? Rùa đó. Hồi quen con đã như vậy rồi. Là chậm chạp á phải dạ, không? Đúng rồi. Là hồi đó là rất là chậm trễ, là con không biết lý do tại sao là luôn đi trễ. Con cứ nghĩ là chắc là do quên hay gì đó. Nhưng không, con đã phải gọi trước là hơn một tiếng đồng hồ là để là biết là chắc chắn là sẽ đến đúng giờ. Không, nhưng vẫn lại trễ. Cứ xà quần. Hoặc là cứ quên đồ. Ví dụ như con nói là để quên xong rồi cứ chạy xuống, chạy lên, chạy xuống. Cái này nó là liên đới của cái sự bừa bộn đó. Yeah. Thành ra là mình bừa bộn biết để đồ đâu phải đi kiếm đó. Kiếm thì trễ giờ, đó. Vậy thôi. Chính rồi, thứ nhất nè, một là bừa bộn, hai là sàn. Dạ đúng rồi. Đúng ra cái người sàn phải là bà. Dạ đúng rồi, mình con gái mình đúng sàn thôi chứ đàn ông trai. Rồi tiếp nữa nè, tiếp nữa là còn gì nữa không nè? Chỉ có hai cái đó thôi. Có hay nhắn tin như gái thả bom lai cho gái không? Không? Trời, con là cái đứa mà hồi trước tới giờ nha, là không hiểu sao những người trước con quen á là hay có cái tính đó. Nên là lúc mà con quen bạn này á là con đã phải mò dữ lắm luôn á. Có những lúc mà con ngồi con phải mò từ Facebook qua Instagram qua Zalo mà không có gì hết. Không có gì hết, không có một cái gì để con ghen luôn. Con rất là dạy, nhiều lúc con phải tự kiếm chuyện để con ghen. Sẵn như hỏi mong muốn thay đổi thì con có muốn chồng con thay đổi điều gì không? Con chỉ mong là bạn lo nghĩ cho gia đình nhiều hơn. Tại vì con biết là ở với cái lứa tuổi của bạn thì con cũng không thể nào bắt bạn là phải như một người đàn ông trưởng thành được. Bạn có gia đình, chồng, vợ, gia có con đó, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Thì bạn tự phải làm mình lớn hơn và trưởng thành hơn để nghĩ cho gia đình nhiều hơn. Nãy bạn rồi. Tự bạn nói đó, bạn là người vô tâm đó. Sắp tới là có em bé rồi, có con rồi. Mình làm cha rồi. Không như là cái chuyện vô tâm nó nguy hiểm lắm nha. Rồi bây giờ tới con đó Cao Trí, cô ấy có những cái tật xấu gì? Tật xấu thì nói chung là cũng gọi là dựa trên cái tính cách thôi, là kiểu hay giỏi. Hay giỏi. Con là một con người kiểu ít nhắn tin với phụ nữ gọi là xung quanh con. Nhưng không, tối gì ngủ mơ, sáng dậy giận. Một tháng nào cũng mơ luôn, là cứ đều một tháng là một hai lần. Ghen mộng. Tự nhiên ngủ dậy sáng là phải dỗ. Xong rồi ghen, xong rồi mơ, xong rồi áp đặt cái đó cho con là con mới đi ngoại tình về. Rồi đó. Hồi đó con tin là 90% đàn ông sẽ ngoại tình. Nhưng sau khoảng thời gian dài con trải qua thì con tin là 100% đàn ông ngoại tình. Chỉ có là vợ biết hay không thôi. Nên lúc con đến với bạn này, con là một người cực kỳ tiêu cực. Con không tin gì hết. Nên là ngay cả cái lúc đám cưới á, nhiều lúc tự nhiên cái mình nằm mình mơ. Thì mình nghĩ trong đầu là chắc là phải có cái gì đó nó mới có cái giấc mơ đó. Chứ bình thường tự nhiên nó đâu có cái giấc mơ đó đâu. Bà suy nghĩ quá. Đúng rồi. Thành ra nó tạo thành cái giấc mơ. Dạ đúng rồi. Trong lúc ngủ. Con nói mà đâu chịu tin đâu. Bây giờ còn không con? Dạ mới còn có 6 tháng mà. Làm mơ làm chập đi quay xong mới đi quay. Rồi còn gì nữa không? Đang xong cô nói được cho nghe nè. Tính... Kỹ tính quá. Dạ đúng rồi. Dạ cầm ràm. Vô guồng quá giống như ở trong quân đội. Tại vì ông bừa bộn thì bả chắc chắn cầm ràm rồi. Con lâu con cũng dọn nhà, con cũng dọn mọi thứ mà kiểu vô guồng quá. Bây giờ nè, cái khoảng cách tuổi tác có bao giờ thể hiện mình là người chị, một người kinh nghiệm, một người được sống lâu. Sống lâu hơn cho nên là hay dạy dỗ. Hay la có không? Hay la mình không? Có le nhưng mà le những thứ mà con sai thôi. Đúng rồi, thôi đúng rồi. Nhưng mà kiểu le hay le là cái vụ con hay sàn thôi. Thôi vậy là được rồi. Cái mà trong cuộc sống á, cái người vợ mà hơn tuổi mình á, là cái người chồng phải sợ nhất. Cái kiểu mà luôn luôn người vợ coi mình là nhỏ hơn, chưa trưởng thành. Mà cái đó là cái đàn ông ta tối kỵ á.
Thành ra là con mà không không có cái tính đó như vậy là rất tốt. Bây giờ là chung quy chỉ còn lại mình có là cái gọi là ghen mộng á em. Ghen mộng. Cô nói cho nghe, bây giờ đang có em bé, mình phải lo sức khỏe về thể chất, sức khỏe về tinh thần cho mình và cho con của mình. Nếu mà mình suy nghĩ nhiều quá sẽ bị gì con biết không? Sau khi sanh là rất dễ bị trầm cảm. Cho nên là đừng có dạy mà như thế mình khổ. Con mình khổ chứ không ai khổ. Con cũng nghĩ như vậy. Còn con, cô nói là bây giờ vợ con đang như thế này á, thì bằng tất cả mọi cách con phải tạo cho vợ con một cái niềm tin là... Đúng rồi. Ngày nào con cũng nâng niu chiều chuộng. Đúng rồi. Bà chứ. Đúng rồi. Đó là như vậy. Cứ suy nghĩ vậy là... Thì từ từ bớt suy nghĩ. Chú đánh giá rằng con rất là trưởng thành. Nhưng mà bây giờ chú chỉ có một cái chia sẻ với con, có nghĩa là vợ đang trong cái trạng thái sắp tới sẽ yếu, yếu đi nhiều. Thậm chí là làm việc sẽ ít hơn. Cho nên cái việc bừa bộn mình phải sắp xếp lại. Đúng rồi. Bớt lại. Vợ nó nghĩ quá, nó sạch quá mà. Nghe, thấy chưa? Để cho vợ vui. Vợ vui thì con nó vui. Đó, vợ mà lâm bồn, vợ đẻ, mà trong cái tâm trạng là vui vẻ, hạnh phúc thì con sẽ xinh, sẽ trời đẹp, ơi, sẽ vui hơn. Cô chưa nói nha. Nó mà sạch sẽ như vậy là mình lời á. Con mình lời, tại vì sau này con mà khi nó bò đó con... Cái sàn mà con tưởng tượng mà nó dơ là tội con lắm luôn á. Không, từ các bạn này sẽ thay đổi nha. Các bạn đã không lựa chọn cái việc là chúng ta gặp nhau như thế nào, nhưng mà trong hạnh phúc là các bạn đã lựa chọn và lựa chọn rất đúng. Và chúc mừng hai bạn đã tìm được cái người bạn đời rất xứng đáng, rất hợp với mình. Chúc mừng các bạn, bởi vì các bạn là hạnh phúc là lựa chọn. Cảm ơn cô chú. Ngồi đi con, ngồi đi. Ghế này nó không có vững hay sao? Em đừng có dối lòng. Quý vị khán giả thấy rõ ràng á, lần nào cũng vậy, gặp ai cũng vậy là Thuận rất là mau miệng. Chào bạn, chào cặp vợ chồng. Nhưng mà ngày hôm nay thái độ em hơi kỳ cục. Em nhìn vô một hướng một thôi nhìn thấy không được. Và em té cái té đầu tiên về là chị thấy không hợp lý. Cái ghế này không có vững. Không phải vững. Cô dâu quá xinh xắn mà đúng không? Bây giờ em tên gì em nói đi. Là em tên là Phạm Thị Hiếu, năm nay em 22 tuổi và nghề nghiệp của em là nội trợ. Em tên là Nguyễn Đức Thịnh, năm nay em cũng 22 tuổi và em ở nhà kinh doanh ạ. Lấy nhau được mấy năm rồi? Em lấy nhau được 2 năm 5 tháng ạ. Có nghĩa là lúc 20 tuổi là đã làm đám cưới rồi đó. Nghe Thuận. Là nhỏ xíu xíu á. Vậy thì cái chuyện tình của các bạn là được bắt đầu bằng những câu chuyện như thế nào? Tụi em có học chung một cái trường cao đẳng, sau đó có học chung một cái lớp quân sự. Thì em thấy có cô bé xinh xinh, dễ thương. Xinh ơi là xinh á. Em mới bảo với bạn em ê mày, mày có tin tao nháy mắt với con bé kia không? Thế là bạn em nó cười, không nói gì, cái em quay qua em nháy mắt luôn, nháy mắt. Sao em lúc này có thấy em có nháy lại không? Có, lúc đó em đang ngồi chơi với bạn em á, thì thấy tự nhiên có thằng nào nó ngồi bên kia cả, tự nhiên nó quay qua, tự nhiên nó nháy mắt mình cái. Và lúc đó em cũng không có ấn tượng gì, chỉ cảm thấy là tự nhiên cái thằng này có đôi mắt một mí nháy nháy nữa, nhưng mình nhìn thấy tếu tếu mình cười lắm. Thế là em cười. Là lúc đó trời em cũng cười. Đó em cười vậy là anh này còn chết nữa. Bởi vì lại có cô gái có chiếc răng khờ. Đúng vậy. Lúc mà thấy bạn em cười vậy thì cái cảm giác của em tưởng là em đã chiến thắng hả hay sao? Chưa tự tin chiến thắng được. Có nháy tiếp. Sau đó em mới rủ bạn em bảo mày với tao tới bắt chuyện với cô ấy. Bắt chuyện xong thì bạn em xin số điện thoại của cô ấy. Em thì lúc đó tận dụng cơ hội mình cũng lấy số điện thoại luôn. Nhưng mà không cho biết, mình nhớ đầu tí nhá, mình mới là nghe đúng không? Dạ. Sau đó em có nhắn tin cho mình làm quen được không? Sao nữa? Em nhắn tin cho bạn, không nhắn tin lại. Em mới bực mình, em nghĩ trong đầu chân chẳng. Em mới nhắn tin bảo có gì mà nhắn tin mà không trả lời, sao mà người gì mà chẳng thế. Lúc đó em đang đi xem phim là không có biết có tin nhắn. Xong rồi lúc sau mở điện thoại lên thì em thấy có 2 tin nhắn liên tục luôn. Em nhắn tin lại cho hỏi bạn là ai vậy? Thì anh này anh nhắn tin lại tên là mình, tên vô danh. Nhưng mà cái lúc đó khi mà hai người con trai cùng ngồi ở trên á, một người thì quay xuống nói chuyện với em, còn một người thì như này, thì cái cảm giác của em đối với hai người đó là em thích bạn nào hơn? Bạn kia thì đẹp trai hơn bạn này. Sau đó thì em có quen bạn kia đó. Rồi trong cái thời gian mà bạn kia chở bạn này thì bạn ấy tâm trạng thế nào? Từ lúc đầu nhìn cô ấy dễ thương xinh xắn, có cái cặp trang khẩn rất là đẹp, rất là có duyên, bị hớp hồn từ lúc đó luôn, đúng là yêu đơn phương luôn. Em có biết bạn này yêu đơn phương em không? Dạ không ạ, em không biết ạ. Không hề biết luôn? Dạ không ạ. Đến khi nào thì mới biết? Lúc mà ngày sinh nhật của em, tối hôm đó bạn đến chở em đi á, thì em hỏi bạn là đi đâu thì bạn không biết nói, bạn kêu là bí mật lát rồi biết.
thì bạn ấy chở em đến quán cà phê, thấy để sẵn một chiếc bánh sinh nhật ở trên bàn á. Lúc đó em mới biết là này là bí mật tổ chức sinh nhật cho mình. Cảm thấy là chắc bạn này cũng có ý gì đó với mình á, nên là mới làm như vậy. Sau cái buổi tối sinh nhật đó về á, thì bạn ấy còn nhắn tin hỏi em là Hiếu có đồng ý làm bạn gái của Thịnh không. Lúc đấy em cũng thích bạn kia, tại vì giữa hai bạn này em không biết chọn ai hết á. Em mới phân vân, em kêu là để Hiếu suy nghĩ. Và sau đó em có đưa ra quyết định là em chọn bạn kia. Thì anh này anh nhắn tin em bảo là ừ, nếu mà chọn kia thì đừng có hối hận nha. Ủa, lý do gì em nhắn câu đó? Tại vì em đã biết chuyện hết rồi. Biết em gì? Chỉ nói là cẩn thận đấy. Biết gì, nghĩa là như vậy nè. Có nghĩa là như vậy nè. Người ta làm tổ chức sinh nhật cho người ấy xong rồi, người ta mới mạch dạng người ta hỏi là chọn người này hoặc hay người kia, thì bạn này nói tao cái kia. Tâm mặt là chọn bạn kia. Bạn này nhắn là bạn cẩn này thận. Tức quá mới là phải nhắn cẩn thận đó nha. Đúng rồi, cũng buồn đó. Đúng rồi, cũng buồn lắm, về nhậu nhậu nguyên tháng trời luôn. Nguyên tháng trời luôn. Và nguyên tháng đó là em là với bạn kia dạ. Quen với nhau. Dạ dạ. Thì em quen bạn đó được một tháng thì em mới phát hiện ra là bạn đó có người yêu rồi. Và quen được 2-3 năm rồi. Bắt cá hai tay. Dạ dạ. Xong rồi cái người bạn gái của bạn đó mới hẹn em ra để gặp mặt nói chuyện ba mặt một lời á. Thì lúc đấy em có nhờ bạn này, em kêu là có rảnh không chở Hiếu đi có việc. Thì bạn cũng chở em đi thật luôn. Khi xuống dưới đó gặp bạn thì em mới biết là anh kia lăng nhăng. Thì quyết định là chia tay anh đó. Lúc về thì em có nói bạn thấy chưa, đã nói rồi, cái thằng yêu thật lòng không lăng nhăng thì không quen. Mà đi quen cái thằng lăng nhăng nó chưa rồi đó. Chưa. Khi mà chứng kiến cảnh mà bạn gái mình chia tay cái bạn kia, lúc đó chắc chắc là rất là vui đúng không? Cái gì sau khi chia tay xong em phải tiếp cận ngay. Không thì thằng khác nó tiếp cận chết. Rồi em gọi điện rồi em quan tâm, tối em lên nhà tận mấy chục cây chở đi chơi. Rồi đến khi nào thì em mới chấp nhận cái tình cảm của Thịnh? Một tháng sau thì em quen nhau, thì em cũng cảm thấy là anh này anh cũng tốt bụng, cũng chân thành á, cũng yêu thương mình thật á. Thế em đi được ngắn phết đi chứ rồi. yêu nhau thì bao lâu thì cưới? Tụi em quen nhau được 1 năm thì cưới á. Vậy thì trong 1 năm đó có bao giờ Thịnh làm cho em giận? Có, lúc mà cua em á thì rất là quan tâm, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện lên nhà em chơi hết á. Nhưng mà khi mà quen nhau rồi á là anh này anh có tật là đi đá bóng, mà em nhắn tin gọi điện không có nghe máy á. Nên là em cứ hay nghi ngờ, em sợ người yêu mình chắc đi con này con kia. Lúc mà đang yêu thì anh chị ơi, ai cũng thế thôi. Nhưng mà lúc đó là vẫn còn đang yêu mà, đã lấy nhau đâu. Dạ lúc đó vẫn đang yêu ạ. Thì thế mà đã chỉnh mảng rồi. Dạ vâng, chỉnh mảng. Lúc đó là em coi trọng đá bóng lắm. Là ham nhậu nữa. Rồi đi nhậu rồi lúc nào, rồi đá bóng lúc nào, hai cái thể loại đó khác nhau. Một ngày em đi đá bóng phải từ 6 giờ chiều cho đến 9 giờ thôi. Rồi từ 9 giờ tối nhậu tới 12 giờ. Nhậu đến khoảng 12 giờ đêm. 12 giờ đêm. Dạ. Từ sáng cho đến 6 giờ tối là em làm cái gì? Là em ở nhà thôi. Thế thì tại sao cái thời gian đó lại không dành cho không thì gái? Em là thế này, yêu thì em rất là yêu nhưng mà không thích nhắn tin nhiều, nó nhảm nhảm sao. Thà gọi điện luôn. Một cuộc sau từ sáng chiều khỏi gọi đi, chứ quan tâm nhiều vậy nhiều cặp đâu có được tới với nhau đâu. Rồi vậy thì bao lâu thì mới cưới? 1 năm sau. 1 năm sau cưới. Vậy ai là người chủ động kêu cưới? Cưới chứ ai kêu cưới. Xin cưới không phải kêu cưới. Đầu tiên là vợ em bảo anh ơi, em thấy các cặp quen nhau 6-7 năm em thấy toàn chia tay không à, thôi hay là mình cưới nhau đi. Em bảo cưới thì cưới, để em về hỏi mẹ đó. Để về hỏi mẹ. Lúc hỏi mẹ mẹ sung sướng không? Mẹ ơi, mẹ có thích bế cháu không? Mày nói vậy là sao? Em mới bảo thì mẹ có thích bế cháu không? Em bảo là thì mẹ cho con cưới đi. mẹ mới bảo tao cho mày cưới đấy. Lúc đó là em bao nhiêu tuổi? Gần 20. Ủa nè, cái đó là nói cho mẹ vui vui pha trò với mẹ hay là cưới gấp? Hỏi ví dụ mà có cháu là nói đùa hay nói đùa thật không? Đùa đó thật không? Thì nhiều khi gặp bác sĩ bảo cưới. Nhưng mà hai bạn là có em bé chưa? Con có em bé rồi ạ. Có em bé rồi hả? Dạ. Trước hay là sau cái lần hỏi xin mẹ làm đám cưới? Dạ sau đó. Hai bạn thì còn rất trẻ, sau khi cưới về rồi đó em phát hiện chồng em có tật xấu gì? Em phát hiện chồng em có nhiều tật xấu lắm. Cái tật xấu đặc biệt của chồng em á là rất là nóng tính, gia trưởng lắm. Mỗi lần mà nói gì mà không vừa ý là anh hay quát to lên á. Rồi ngoài cái chuyện mà quát vợ vậy còn gì nữa không? Chồng em nói nhiều như đàn bà vậy á, hay bắt tội em. Ngoài ra còn gì nữa không? Còn tật xấu nữa của anh á là sạch sẽ quá mức. Mỗi ngày anh tắm 2-3 lần, và mỗi lần anh tắm là phải cả tiếng đồng hồ. Có mong muốn là chồng tắm ít lại không? Có. Vẫn phát hiện cái tật xấu của vợ
mình là gì? Hậu đậu, vụng về. Ví dụ ăn cơm suốt ngày cứ rớt, bực mình lắm. Rớt cơm hả? Cứ nghe là rớt căn, đồ ăn, rớt đồ. Tại sao thế? Em cũng không biết nữa. Khi mà cầm tự nhiên nó rớt, em cũng không biết sao nó rớt. Mỗi lần ngủ thường là em ngủ là em phải ôm vợ mới ngủ ngon được. Nhưng mà đây em cứ quay qua ôm vợ là đẩy ấn ăn để em ngủ đi. Đụng em không ngủ được. Thế con ngủ với ai? Con ngủ với bà. Nó còn gì nữa không? Hết rồi. Em có muốn chồng em thay đổi gì không? Dạ có ạ. Tự lo cho bản thân, tự chuẩn bị đồ cho mình đi. Tại vì đi đâu là em cũng phải chuẩn bị đồ cho em, cả con em nữa. Nên là em lu bu lắm, nhiều việc lắm. Mà mỗi lần anh ấy không có chuẩn bị gì hết á, rồi cứ nhờ em là em lấy anh cái này, lấy cho anh cái kia. Đó, nên lúc đấy em cũng thấy bực mình lắm. Ngoài ra thì em muốn chồng em bớt nóng tính đi. Trước mặt bố mẹ chồng ấy cứ quát tháo to lên em cũng ngại lắm. Nhiều lúc em cảm thấy mình không được tôn trọng. Thịnh mong muốn vợ mình thay đổi gì? Bớt cái hậu đậu vụng về đi. Chà, cái ca này hơi bị khó đó nghe, không có đơn giản đâu nghe. Thứ nhất là bây giờ là lấy nhau lúc mà còn trẻ nè, chưa có bung ra đời nè. Bên cạnh đó thì giờ lại có em bé rồi. Giờ không biết khuyên sao để nữa rối à nha. Tại vì thực ra mà nói như vậy nè, các bạn phải có một thời gian các bạn tự lập. Dạ. Tự lực cánh sinh. Vâng. Thì các bạn mới đúng nghĩa là một cái gia đình nhỏ. Vâng. Chứ bây giờ thực ra là các bạn vẫn là một cái gia đình nằm trong một cái gia đình lớn. Dạ. Cho nên là rất mà khó để có thể sửa và hòa nhập lại với nhau. Dạ. Để tạo thành một cái gia đình riêng biệt của các bạn được đó. Cho nên tôi nghĩ rằng với trường hợp của các bạn, một lúc nào đó các bạn xin phép thử ba mẹ cho tự lực cánh sinh thử coi. Dạ. Sao. Dạ. Thì lúc đó tự động các bạn sẽ điều tiết được. Dạ. Đó. Dạ. Xin cảm ơn các bạn. Vâng, cảm ơn chị. Mời em. Trời ơi, ở đây là có một, có ba hộp lấp la lấp lánh thôi. Bên kia một rừng luôn kìa. Quá cái hương miệng chị coi kìa. Đó. Xin chào hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Rồi bây chào giờ chào cô Thượng, chào cô Hồng Vân. Dạ. Ừ. Em tên là Nguyễn Văn Liêm. Em sinh năm 1985. Em làm công việc quản lý kinh doanh cho một công ty nước ngoài. Dạ. Nha. Quản lý kinh doanh hả cơ? Dạ vâng ạ. Liêm, em tên Liêm à? Dạ. Nha. Chào Liêm. Liêm có bị ngại ngùng gì không mà sao Liêm nói nhỏ vậy? Liêm có nói lớn lên nghe. Bây giờ mình nói lại một cái nữa được không Liêm? Dạ được ạ. Ok, hai ba bắt đầu. Xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Thì anh tên là Nguyễn Văn Liêm, sinh năm 1985. Hiện tại công việc hiện tại là làm quản lý kinh doanh cho công ty của nước ngoài. Dạ. Sinh năm 85 là nhỏ hơn tôi với chị Vân có chút xíu thôi. Thành ra tôi đề nghị là anh chị thôi được rồi. 85 hơn xíu hả? Nhỏ hơn em xíu hả? Chị hả? Em là 8 mấy? Em 83. Em 83. 83 nha. Yeah. Gặp ngược lại thì chỉ có 38 rồi. Rồi, mời em. Dạ, xin chào chú Quốc Thuận, chào cô Hồng Vân. Em tên là Xuân. Xuân. Năm nay 28 tuổi. Hiện tại công việc của em là kinh doanh tự do. Ở nhà luôn hả Xuân? Dạ. Ở Xuân kinh doanh về loại hình gì? Dạ, về mảng nông sản khô như là cà phê, các loại nông sản Đà Lạt. Ồ. Em đến từ Đà Lạt á. Ồ, em là gốc Đà Lạt hả? Dạ. Ồ. Rồi. Bởi con gái Đà Lạt nhìn khác liền quá chị ha. Trắng trẻo, xinh xắn. Ủa nhưng mà Liêm là quê đâu? Em gốc Bến Tre. Bến Tre. Dạ. Trà, từ miền Tây mà lên tới miền Đông, lên tới miền núi để mà quen được cô gái ấy này chắc có lẽ là nhiều câu chuyện hấp dẫn lắm đây. Và những cái gì mà liên quan tới Đà Lạt là bao giờ cũng lãng mạn hết chị. Lãng mạn lắm em. Chắc lẽ là trời ơi, nhắc chị Đà Lạt muốn đi du lịch nữa. Cả năm mà em chưa đi Đà Lạt không có chị một. Chị là mấy năm rồi chứ không phải cả. Trời ơi, vậy hả? Ồ. Thôi bây giờ mình mời hai vợ chồng này kể chuyện gì nó liên quan tới Đà Lạt. Đúng rồi, để cho mình khỏi tốn tiền đi du lịch đi ha. Rồi, bắt đầu. Câu chuyện tình yêu của các bạn đầu tiên là như thế nào? Em với ông xã của em á, quen nhau thì không có liên quan đến Đà Lạt. Và một cái ngày tình cờ thì hai đứa gặp nhau ở một cái nhà hàng đó là nhà về hải sản á. Ở đâu? Dạ, ở quận 1, ở trên quận 1. Thì hôm đó tình cờ em đi với bạn em, còn ảnh đi gặp khách hàng của ảnh. Thì em đi toilet á, đi vô nhà vệ sinh. Thì em cứ vừa đi vừa nhắn tin, tại vì em mang đôi guốc cao lắm. Hôm nay mới đi công việc xong thì em có mang guốc. Thì anh nó va vào em cái là em cứ té. Em té một cái, điện thoại em rớt xuống đất luôn. Rồi đôi guốc em mang nó bị gãy. Anh hết hồn, giống như là anh đang gặp một tai nạn biến cố nào đó mà làm cho em đau á. Thì anh với đỡ em dậy, anh nói anh xin lỗi em có sao không. Thì em mới bảo là không có sao, mà lúc đó cũng có đau thiệt, nhưng mà cũng không có sao hết. Thì anh thấy em bị chẹo chân á thì cứ sợ, rồi cũng chu đáo lắm. Rồi anh ấy mang cái đôi guốc cũ của em á, mang ra một cái cửa hàng tại nó Vành Vincom á. Thì anh nó mua tặng em một đôi dép, ông phải mua lại một đôi guốc đó luôn. Thì
lúc đó thì em cũng thấy bất ngờ, tại vì tự nhiên cái bị hư đôi guốc đó như vậy mà tặng mình, không phải tặng, có đôi guốc khác, một đôi guốc khác. Thì làm em thấy là cũng không có thích gì ảnh hết, nhưng mà thấy ảnh quan tâm như vậy xúc động nhẹ đúng không, cũng hơi bất ngờ thôi chứ không xúc động. Thì ảnh cứ bảo là nếu như mà trên có bị sao thì cứ gọi cho anh nha. Anh đưa cái card visit thì anh đưa cho em, thì em với cũng cầm thôi, xong rồi em bảo ồ anh tên gì ha, anh tên Liêm. Rồi em cũng hỏi vậy thôi, xong rồi cái ảnh em vẫn vô chơi với bạn em tiếp, thì cái đôi guốc của em cũng không mang đi trên đất luôn. Tại vì cái tính em á giống như là cũng không có phải là guốc bị hư rồi thôi mình đem mang trên không cũng được, không sao. Thì ảnh cũng chu đáo lắm, ảnh cầm cái đôi guốc đó ảnh kết đi và ảnh mang đi sửa, nhưng mà thực sự là sửa không có được. Là mà thành một cái đôi khác. Chị hỏi bạn Liêm một câu nha. Liêm ơi, tỷ dụ mà ngày hôm đó đó, cái người mà em va phải không phải là cô bé xinh xắn này mà là người khác á, thì em có xử sự như vậy không? Dạ thật ra tại vì cái tính em hồi xưa giờ cũng nói chung là cũng ưu ái phụ nữ á. Tại vì thật ra lúc mà em va vào bạn Sâm á thì là cảm giác giống như là mình có lỗi vậy đó, cho nên là muốn làm một cái gì đó để bù đắp chứ không có nghĩ là phải tiến tới hay là như thế nào đó. Nhưng mà sau đấy thì là em dẫn bạn Sâm đi mua đôi guốc, xong rồi sau đấy hai đứa xin số điện thoại rồi dần dần mới quen nhau. Dạ. Câu hỏi chị Vân hay quá. Chị đang suy nghĩ bữa đó mình ba vô quốc thuận thì sao ta? Trời. Cái gì? À ba vô quốc thuận. Thì là quốc thuận có được đền một cái đôi giày mới không ta? Đúng rồi, Liêm anh hỏi gì đó. Dạ. Có đền cho anh không? Dạ, để chút anh ra ra ngoài hậu trường đó anh đụng vào người em. Anh mới đụng bị người Liêm chút như vậy. Cái đó tùy tình huống anh. Mà chị Vân có nghe hai vợ chồng kể không? Cái tình huống mà họ va vào nhau và gãy guốc á, y nhang trong phim vậy đó chị. Phim của em đã làm một cái vừa mới làm Sóng Gió Hào Môn xong. Quýt Ngọc Tuyên và Lê Phương đụng nhau gãy chiếc guốc y chang luôn. Và họ đã quen nhau và họ yêu nhau và họ lấy nhau. Trời, y chang trong phim luôn. Y chang luôn, hay quá vậy Biên. Nó thiệt đó nghe, chứ không có xạo sự đâu. Chị khen thiệt mà. Thiệt, y chang trong phim luôn. Nhưng mà trong phim là anh Tuyên nó không có tặng đôi guốc mới, mà anh lấy đôi guốc đó anh dán lại. Tiết kiệm cho đồng phim. Rồi sau đó là chắc có lẽ là các bạn thường xuyên là như là nói chuyện với nhau và khi nào thì bắt đầu mới quen nhau. Dạ, em nói tiếp luôn. Tại vì xong rồi sau đó thì ngày mai anh vẫn nhắn tin, anh hỏi chị có, anh chỉ quan tâm cái chân em có bị đau hay không thôi. Thì lúc đó em cũng bận đi làm, anh cũng bận, thế nên là em cũng bảo là không xa đâu. Thế là hai ngày sau anh nhắn tin, anh rủ em đi ăn. Thì em cũng hôm đó em cũng làm bên Bình Thạnh á, cho nên là em cũng về là vậy thì khoảng 6 giờ mình đi ăn luôn. Thế là đi ăn với nhau, xong rồi nói chuyện thì ăn xong á thì em cứ nói là em thích hát lắm, nhưng mà em hát dở. Thế sau em mới rủ anh này là đi hát phòng trà. Thì bên đó có những người bạn của em, tại vì lúc mà em gặp anh này thì em đang làm bên MC á, MC sự kiện á. Thì anh đó cũng dẫn em đi hát với nhau. Xong rồi ngày mai cũng thấy dẫn qua chở em đi chơi, ngày mốt cũng vậy, ngày mốt nữa cũng thế luôn. Là biết rồi đúng không? Anh giống như là anh thích ngày nào cũng được gặp em á. Xong rồi em thì bớt công việc hơn, thế là thời điểm dịch á thì em cũng ngày nào cũng anh cũng qua rồi hai đứa em cũng đi chơi. Nhưng với mà nhau. Xí lúc đi tới lần thứ ba là đã có một chút gì mến mến ảnh chưa? Em chưa có mến gì hết luôn. Còn ảnh thì sao? Ảnh có bày tỏ một cái gì đó? Dạ không luôn, chỉ là đi ăn thôi, mà lúc nào cũng muốn dẫn em đi tới những cái quán ăn rất là ngon, rất là sang và đẹp, mà nói chung là rất là chân thành luôn. Xong rồi em mới bảo là thôi ngày nào cũng đi ăn như vậy em mập lắm, bởi vì ảnh gặp ảnh là em mập hơn nữa. Xong rồi cái hôm mà đi hát karaoke chỉ có hai đứa trong một cái quán nai á, rộng ơi rộng, cũng không có tỏ bày tỏ là thích em hay là nắm tay nắm chân, không có luôn, chỉ ngồi im mà hát thôi. Thì em mới nghĩ là anh này hay ta, không có hành động gì luôn, chị làm em cũng thấy khá là hay. Đến mình thấy rất là an toàn khi mà đi chung với người này, là đúng an toàn luôn. Nhưng mà lúc nào cũng muốn dẫn em tới những cái nơi rất là đẹp, rất là sang luôn. Xong rồi em cũng không có thích anh này, xong rồi em mới bảo là cả hôm ấy em có tham gia một cái là làm bên sự kiện, thì lâu lâu em vẫn tham gia những cái chương trình từ thiện á, thì em có mua một vài 10 cái vé là 300.000 để em tặng cho bạn bè em tặng cho anh này luôn. Xong rồi em mới rủ anh này đi chơi, mà em cũng focus vào anh này bởi vì em thấy thích đi với anh, bởi vì anh hiền á, thật thà và đến chở em đúng giờ đúng giấc nữa. Xong rồi nhưng mà anh nó lại không tới, anh nó nhắn tin với em là anh bận đi công tác, anh không đi được. Trời ơi, lúc đó em cũng hơi hụt hẫng á, bởi vì cái sự kiện này á là em mua vé em tặng, xong rồi em muốn anh này tới, bởi vì em có nói bên đó luôn là dành cho em mấy cái vé như này, một người mình muốn đi như vậy thì anh không, tự nhiên hai ngày trời nó không nhắn tin cho em luôn.
Ủa tại sao vậy Liêm? Đó chị lại muốn hỏi Liêm một câu. Liêm ơi, đó là chiêu thức của em hả Liêm? Đúng không? Cũng có thể đường nói đi là nước là... bước sách lược của em đó đúng không? Dạ. Làm cho người ta nhớ nhung. Đúng rồi. Thật ra câu chuyện là như thế này nè, tại vì hồi xưa em có làm, lúc mà em mới ra trường em làm trong một cái công ty cũng có nước ngoài luôn, nhưng mà em làm công ty đó xong em lại nghỉ em chuyển công ty khác. Thì trong cái công ty đó thì có một cái chị làm bên hành chính văn phòng á, thì chị bảo là chị quê ở Khánh Hòa, xong chị yêu một anh Nha Trang, rồi cưới nhau. Nhưng mà anh chị kể là quá trình đó là hồi xưa là được bạn bè giới thiệu, xong lúc đầu gặp anh đó cũng chả ấn tượng gì hết. Xong cái chị bảo là xong rồi hai người nhắn tin qua lại một thời gian, xong bẵng đi, xong cái anh đấy ảnh khoảng 3-4 ngày không nhắn tin, xong cái chị này chỉ cảm giác cồn cào. Rất là rất cho nên từ đấy em học được cái cách đấy, cho nên là chiêu đó. Dạ, cái chiêu đấy, cho nên là thật ra thì cũng với lại em cũng bận cái thời gian đấy, em cũng bận khoảng tầm 2-3 ngày gì đấy. Dạ, thì cũng thử coi bạn bên đây có thật sự có những cái gì gọi là lưu luyến với mình hay không. Nhưng mà có, trong suốt 2 ngày mà ảnh không nhắn tin cho mình, dạ, là em cũng không có đến khi nào thì hai bên mới chủ động hai nhắn ngày tin đó cho thì nhau. Lúc em cũng nhiều bạn mà, em nhiều bạn lắm, với lại em cũng nhiều người cua nữa. Em cũng không nhắn tin gọi điện gì luôn. Đến nhưng mà em trước cái ngày mà em hẹn đi coi, em sắp lịch rồi, ví dụ như là anh ơi cái ngày hôm đó, ngày 3 tháng 11 là mình đi coi ca nhạc từ thiện. Cái ngày sau đó 3 ngày nữa thì em có một cái sinh nhật từ thôi nôi của người bạn em, anh đi chung với em nha, anh đồng ý. Thì cái 2 ngày đó anh cũng không có nhắn tin gọi điện gì hết, em nghĩ là thôi anh không đi thôi. Thì mình đi, tại vì em đi sự kiện em vui lắm nên là em không suy nghĩ gì nhiều hết. Thế tự nhiên cái ngày tối hôm đó, chiều hôm đó anh nhắn tin là hello em, hôm nay có đi sinh nhật không nè, có đi sinh đi thôi nôi bạn không nè, anh qua chợ em đi nha. Thì lúc đó em cũng sắp đi rồi, nhưng mà em bảo trước giờ đi một bắt Grab đi mình thì cũng thôi thôi ok. Vậy thì anh qua đón em luôn, mà anh qua rất là sớm luôn. Nên là mỗi lại bắt đầu một con người như thế. 2 ngày đó không có một con người như thế, nhưng mà tự nhiên sau này là bắt đầu những cái làm y chang vậy đó. Đến đúng giờ dẫn em đi ăn đi giống như chuyện không có chuyện gì xảy ra đúng không? Ngày trước đó mà em gặp chị đó, chị chỉ cho em cái chiêu này là em dính với chị Thúy Nga rồi. Nữa hả? Hoài vậy? Mua hoài không được đó. Thì em biết chị Thúy Nga không? Ơi, đúng sau này là bạn em bắt đầu em xui nói chuyện. Thì khoảng 2 tháng sau thì anh đó, nói chung là trong cái khoảng thời gian quen anh không có hành động gì luôn. Và sau em cũng có hỏi là anh có bạn gái chưa, hay là trước đây anh đã từng yêu ai chưa. Anh kêu chưa, anh không yêu ai hết. Rồi anh chưa có mối tình nào luôn. Xong em cũng bảo chứ để thôi không được rồi, mình về mình kể với chị mình kêu hỏi ông này nó bê đê không hay là nó lừa em. Tại vì anh ấy lớn tuổi rồi, 36 tuổi rồi mà không có người yêu, chưa có mối tình nào. Xong em mới nói là thôi em không quen anh đâu, em muốn người nào có kinh nghiệm phải 5 năm. Rồi lúc đó em trả lời sao Liêm? Anh im, anh không nói hết. Anh là một con người giống như là im lặng. Em chỉ cần kể chuyện là em thích cái gì đó thôi là sau này anh mua. Em chỉ nói là ngày trước em có một cái nhẫn phong thủy, em bị mất nó như thế này. Bữa sau anh im lặng, anh tặng em một cái nhẫn phong thủy. Rồi tất cả mọi thứ. Xong rồi 3 tháng sau ha, anh đưa em về nhà ba mẹ anh. Thì vừa đưa về thì ba mẹ anh quý em lắm. Bởi vì lần đầu tiên anh nhận bạn gái về thì ba mẹ anh quý em. Xong rồi cái em cũng vui vẻ với ba mẹ anh. Sang ngày mai lên thì em hỏi là anh đang làm gì vậy, thì anh kêu là anh đang ra quận một có việc. Thế xong cái em cũng không nói hết, lúc 9 giờ đêm rồi. Xong rồi sáng ngày mai rủ mời em đi ăn ở một cái quán gì em quên tên, là quán gì cũng sang trọng mà em quên tên, quán gì bò rất là mắc tiền á, quán Azusa gì đó. Ở quận một thì anh muốn cầu hôn em, nhưng mà em lại mượn điện thoại của anh em chụp hình. Khi em chụp hình em lướt lên á, em coi hình á thì em lại thấy cái nhẫn kim cương với lại một cái nói chung là nghĩa là anh đã chuẩn bị trước rồi, tức là anh đã bị lộ trước, bị lộ anh hàng đó. Và cuối cùng anh cầm anh đưa cho em luôn, thì đó là anh cầu hôn em. Và xong rồi hai đứa quen nhau vào gặp thời điểm dịch đó thì cũng không có được đi du chơi hay là gặp gỡ nhau nhiều nữa, mà dịch giãn cách rồi bị nhốt ở nhà luôn. Hai đứa cứ nhắn tin qua. Chị cũng tò mò quá, thì sao chị tiếp tục hỏi tò mò chuyện gì chị? Không biết có đúng ý em không? Sau cái hôm mà em tặng cái nhẫn kim cương đó rồi, em có làm những hành động gì mà nó quyết liệt hơn không? Có, ít nhất là cũng phải có một cái gì đó chứ không lẽ gì cứ tạo khoảng cách hoài, đúng không? Đúng rồi. Dạ có, em rất là quyết liệt. Sau khi mà tặng nhẫn xong là em cứ ngày nào em cũng qua, cũng chở bạn này đi
nói chung là đi chơi, đi ăn uống đâu. Là đi đi nhiều hơn đúng không? Dạ, đi nhiều hơn, tại vì thời gian đấy là nói chung dịch em cũng không có việc nhiều, cho nên là hầu như là có thời gian rảnh để mà mỗi tối là đưa bạn đi chơi. Không, cái sự quyết liệt ở đây mà chúng tôi muốn biết em đó là cái sự quyết liệt kia. Thật sự là anh không quyết liệt về mấy cái chuyện như là nắm tay nắm chân hôn em không có gì luôn. Rồi bây giờ sao có xí xí biết rồi. Bây giờ tính từ cái lúc mà ổng tặng thầy cái cầu hôn đó thì trước đó là chưa nắm tay luôn. Dạ chưa luôn. Rồi bây giờ sau khi cầu hôn rồi có nắm tay nắm chân, có hôn môi hôn má gì không? Dạ, đến khi mà ra công viên 23 tháng 9, anh buông ôm nó, em thấy anh muốn động mắm tôm mà anh này thì anh không thấy anh mắm cặp mọi thứ luôn, nhưng mà anh vẫn chiều anh đưa em đi ăn. Thì xong rồi cái ra công viên thì anh có nắm tay, anh ôm, anh hôn lên má em à. Còn xong rồi lúc sau á có hôn môi, nhưng mà em cảm thấy không có phải chưa cảm giác yêu lắm, tại vì cái khi mà hôn em như vậy thì em cảm thấy không có đã à. Tại vì cái chưa, không chắc, có lẽ là cái mùi mình chưa có quen á, cái feel nó chưa có đủ để cộng hưởng đó. Làm sao mà feel được hai chị, hai người phải cộng hưởng với nhau mới được. Làm sao mà feel được trong lúc đó, tại vì khi con bé nó vừa ăn bún đậu mắm tôm làm sao mà feel được, đúng không hả Liêm? Dạ, thật ra lúc đấy thì tụi em cũng chỉ hôn má rồi này kia thôi, hôn tay thôi. Nói chung là anh hiền, anh hiền tới nỗi mà em không hiểu là tại em trước rồi em gặp vài người yêu mà người ta cũng có những cái hành động nó rất là đành, kiểu như là trong tình yêu á, anh này anh không có hành động gì hết, cho nên em mới thấy tò mò. Nhiều khi em về em hỏi với chị em, đến nỗi chị em cũng đưa anh chị của em tới nhà anh chơi ở Bến Tre á, thì anh này chị này chị ruột em cũng lúc đầu cũng không có tin, nhưng mà lúc sau về thì mẹ ba mẹ anh kể là tính cách của anh cũng thấy là thế thằng này cũng được, nhưng mà em chị hỏi này nó có yếu sinh lý không sao, rất là nhiều thứ luôn, em bảo là em cũng không biết nữa. Nhưng mà thực sự đến khi mà sau này khi kết hôn hai đứa có ấy với nhau thì em mới biết là hai đứa anh này không có yếu sinh lý, mà do thực sự anh cái khả năng kiềm chế tất cả mọi thứ, từ tính cách cho tới những cái suy nghĩ của anh đó rất là vô một cái logic. Cho nên là bởi vậy trong công việc hay là tất cả mọi thứ học hành của anh đều giống như là anh lập thành hết mọi thứ rồi, đúng hết mọi thứ rồi. Ủa sao em hay quá vậy Liên, tại vì á bé này nó quá là xinh nè, mà nhìn là coi như là cắn ha, nhìn rất là cắn rồi, gợi cảm đúng không? Mà tại sao em có thể gọi là đè kềm nén chế được, kềm chế được cái đàn ông của em lại hay vậy? Thật ra tại vì á xưa giờ em quan niệm á là tại vì khi mà em không quen ai thì thôi, nếu mà em quen một người nào đó thì cũng cố gắng để mà giữ cho nhau những cái khoảnh khắc đẹp nhất. Thì khi mà tình yêu nó đủ sâu sắc thì những chuyện đó thì đương nhiên là sẽ xảy ra, cho nên là lúc mà mới chập chững yêu nhau thì cứ mình trong cái hoàn cảnh rất là trong sáng. Vậy em có phải là người khó khăn trong vấn đề mà gọi là giống như là phải giữ gìn cho tới ngày tân hôn, em có phải là tiếp người đó không? Dạ không, em thật ra em không phải là cái người tiếp người giữ gìn đến lúc tân hôn, thật ra tình yêu đủ chín mùi thì tụi em sẽ những chuyện đó xảy ra là bình thường. Cái môi trường anh này làm việc đó là bên nước ngoài, anh đi nước ngoài khá là nhiều luôn. Những cái khách hàng hay là những cái chị nữ nói chuyện thì anh cũng khá là mở rộng có mối quan hệ, và một người giống như là rất là, nhưng mà anh không thích thì anh không làm điều đó. Anh lập trình trong cái đầu anh vậy, cho nên em khá là vừa là một người chồng, vừa là một người bạn, vừa là một người giống như là một người thầy dạy mình nhiều thứ luôn á. Tính em thì khá là nóng á, nên là gặp anh này xong cái em thấy giờ giúp ảnh set up trong đầu rất là nhanh. Ví dụ như là em hả khoảng 10 phút nữa anh tới đón em nha. Mà cái tính em thì con gái mà nhiều khi bảo là em chưa đi được đâu, chắc phải 30 phút nữa. Là anh nói là ok vậy anh chưa tới đâu, vậy em cứ lo enjoy đi nha, em cứ lo công việc đi nha. Nhưng mà thực sự là anh tới rồi và anh đứng anh chờ em. Nên là những cái điều đó làm cho em cảm thấy nó rất là lần sau mình phải thay đổi đó, tự thay đổi bản thân đúng không? Và mình phải focus vào một người nào đó thật lòng hơn. Giống như anh đi tiệc hay đi đồ chứ anh đi rất là anh đi đúng giờ, hoặc là có thể sớm hơn người ta, hay là bởi vậy mà trong công việc anh gặp khách hàng của anh đi rất là sớm thôi. Một cái người như vậy rất là tuyệt vời trong giờ giấc, nghiêm túc. Nhưng mà anh thắc mắc nha, cái gì mình có thể lập trình được, nhưng mà yêu tình cảm thì nó thuộc về cảm xúc, sao mà mình có thể lập trình được ABCD được Liêm? Dạ thật ra cũng không phải là lập trình mấy anh, nhưng mà tại vì em cũng là đợi tới lúc mà nó thật sự chín mùi á thì tụi em mới bao nhiêu lâu thì là em chín mùi để mà đám cưới bé này? Dạ cái từ lúc hai đứa yêu nhau. Dạ từ lúc hai đứa yêu nhau thì tới đám cưới thì khoảng tròn một năm luôn á. Đúng tròn một năm, không lệch một ngày nào luôn. Hẹn gặp bọn em va vào nhau là ngày 5 tháng 11, bọn em cưới là đúng ngày 5 tháng 11 luôn, và không hề lập trình set up gì luôn. Cái này là đi coi thầy nói ngày đó là đúng ngày đó luôn, mẹ bảo ngày đó là cưới ngày đó. Không, cái này nó giống như là
sao ta giống như là nó mình không tin được, nhưng mà nó dường như là số phận á em ha. Ừ, căn duyên đó chị. Căn duyên đó, đúng rồi. Ồ, đi nói đúng từ hay lắm. Ừ, dạ. Nghe nè. Vậy là lập trình là đến cái đêm tân hôn là mới đúng năm tháng 11. Đúng không? Lập trình là đúng cái ngày đêm tân hôn là đêm mới tân là hôn, hai có đêm tân hôn luôn. À. Ngày 5/11 là cưới ở trên quê em ở Đà Lạt, mà lúc đó dịch lắm, không có tổ chức được nhiều. Thì anh đó với ba mẹ anh về khách sạn ở luôn. Thì em cưới xong rồi em cũng ở nhà mẹ. Thế sang ngày mai thì xuống dưới Bến Tre, thì cái ngày đêm tân hôn là mệt hai đứa. Em lên giường em ngủ ly bì từ tối cho đến sáng luôn. Vậy là phải qua mấy ngày sau mới có đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi. Như vậy là các em là cưới bao nhiêu lâu rồi? Em muốn hỏi sâu sắc hơn nữa không? Vui không? Con nghĩ là vui không Liêm? Dạ vui ạ. Có lập trình ABCD không? Trong cái điểm cái điểm của các em. Dạ cái lúc đấy thì tới đâu thì tới thôi chứ không. Từ A tới A thôi chứ đúng không? Nhưng mà giờ muốn hỏi Xuân nè, em có bị hồi hộp không, là không biết lỡ đi. Bây giờ cứ coi như giữ gìn cho tới như vậy mà ảnh lại vậy, rồi lỡ ra là cái người mà đúng như trong đầu mình suy nghĩ là bị yếu, hay là bị này bị nọ bị kia, em có hồi hộp không? Nhưng mà lúc đó đã cưới xong rồi, em đâu có cơ hội để mà sửa sai đâu đúng không? Dạ. Em có cái tâm lý đó không? Không, cái em cũng có suy nghĩ rất là nhiều về cái tâm lý mà sợ người đàn ông của mình nó người ta không có được, lỡ người ta bị yếu sinh lý. Thì cái đó không có. Nhưng mà cái do em yêu về cái con người như vậy. Cái tính cách hay là dẫn ba mẹ em đi du lịch cũng chu đáo, sắp xếp hành lý, đứng ra book khách sạn, đứng ra xe cộ, tất cả mọi thứ anh là một người công nghệ nữa, nên là tất cả mọi thứ anh đã chuẩn bị set up cho em hết rồi. Cho nên là em bảo là nếu như mà yêu người này thì mình sẽ cảm thấy được quan tâm, được chu đáo rất là nhiều luôn. Ngay cả việc chở em đi ăn cũng tới đúng giờ, đưa bố mẹ em đi đâu cũng đến giường. Hẹn là em ơi, làm xong khoảng 5 giờ đúng là anh qua đón ba mẹ đi. Là đúng 5 giờ thiếu 5 thôi là anh có mặt liền. Nên không chưa bao giờ trễ một giây một phút nào trong cuộc không, đời. Cái đó là chắc chắn rồi, cái đó là cái người phụ nữ. Nên là em cảm thấy em cần đúng người như vậy. Nhưng mà chắc chắn là sẽ phải có những cái thắc thỏm, những cái hồi hộp khi mà. À có, em đúng cũng không? Lo lắm, hồi hộp. Nhưng mà khi mà hai đứa yêu nhau á, thì có nắm tay, có hôn á, thì lúc đầu là không có hợp, em cảm thấy không có hợp thì em cũng nghĩ là quen chơi thôi. Nhưng mà ai ngờ về mẹ anh đó, mẹ của anh này thích em rồi cũng muốn anh này cưới vợ nữa, cho nên là coi thầy rồi bảo là hai đứa giờ đưa tuổi ra mẹ đi coi thầy, thì cưới luôn. Và cưới nữa mà em chưa có định hình được là em sẽ cưới chồng, và em cũng nên không nghĩ đám cưới anh này nữa, em chỉ muốn là có anh này bên cạnh mình thôi. Thì cái ngày dịch như vậy thì anh vẫn đưa bố mẹ anh lên nhà luôn, thì hai bố mẹ gặp nhau và cưới. Thì em bảo cưới luôn, cưới và cưới thôi. Dạ. Yeah. Và cái đêm tân hôn đối với em thì sao? Đêm tân hôn thì không sao có, vỡ nhưng mà ra sau rồi, này sau đó thì sao? Em mới thấy là anh này không phải là kinh nghiệm. Em cần một người có kinh nghiệm 5 năm, là có nghĩa là phải có tình trường phải 5 đến 2 3 lần gì đó, 5 7 lần trong 5 năm đó, yêu nhau phải 2 3 người thì nhiều khi người ta sẽ đổ vỡ trong tình cảm rồi, người ta sẽ có kinh nghiệm, người ta chiều chuộng mình hơn, hoặc là trong những cái chuyện tình của nam nữ. Tại vì anh này lớn tuổi, em cũng thích một người đàn ông đã từng trải. Nhưng mà thực sự anh này anh làm cho em cái cảm giác không có thất vọng chút nào. Ok, rất là quá tuyệt vời. Vậy em bây giờ là một người vợ rất là hạnh phúc đúng không? Về mọi em cảm thấy là em rất là hạnh phúc. Rồi tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Còn em cưới nhau được 6 tháng rồi. À, tháng 11 vừa rồi. Vậy thì ta qua cái vấn đề kia liền đi. 6 tháng qua hoàn thiện quá. Đó. Cho nên là chắc chắn là mình phải sưu tầm cái vụ kia. Chắc là không có những cái tật xấu gì nó lòi ra đúng không? Cưới nhau anh thấy em nãy giờ em đang nói về Liêm rất là tuyệt vời, một người đàn ông phải nói là coi như là nói như là giỏi tất cả mọi thứ. Bây giờ để cho Liêm trước đi. Chị thấy Liêm nãy giờ là nín quá, ít nói quá, cho nên bây giờ sao em Liêm trước đi. Liêm coi là sừng sao sau 6 tháng á, thì cô này có đúng như là những gì mà em nghĩ trong đầu có tật xấu gì không, hay là vợ mình lại lòi ra một số những cái tính mà mình thấy là ý sao không có giống lúc mà yêu nhau vậy đó. Thật ra thì bà xã em á, thì lúc mà quen nhau á, em tìm hiểu rất là kỹ, cho nên là những đặc tính và những cách cư xử thì em hiểu rất là nhiều. Thì bà xã em chỉ có cái tật xấu là hơi nóng tính một xíu. Nóng dữ lắm hả? Lúc mà mới quen nhau thì rất là nóng tính. Để mà đụng chuyện gì là không cần biết ai đâu, cứ nói giống như là theo cái lý của mình thôi, không nghe những người xung quanh. Nói phủ đầu đó đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Thì sau đấy thì quen dần dần thì em cũng quen cái cách đó. Thì dần dần thì cũng nói chung là cũng hạ được phần nào đó thôi, nhưng mà tính nóng thì vẫn còn. Dạ. Với còn cái nữa là thời gian cưới nhau về thì em thấy là bà xã em nhiều lúc cũng hay quên. Có những lúc giống như là điện thoại về xong cái vứt lung tung, hoặc là tiền bạc để đâu. Chồng ơi, điện thoại em để đâu rồi, em mới cầm lấy quay đâu mất tiêu rồi, xong rồi tiền em mới để đâu rồi, anh có lấy không? Dạ,
Xong cái em mới bảo, ủa tiền của em cầm chứ anh đâu có biết đâu, điện thoại em anh mới vừa thấy em cầm đây xong em để đâu. Lúc đấy là hai đứa lại lại quay đi tìm. Dạ, cô tìm. Quên này, nóng tính nè. Dạ, còn gì nữa không? Có ghen không? Dạ ghen thì thật ra tại vì tính em rất là chung thủy và kỹ lưỡng cho nên là vợ em rất là tin tưởng vào em cho nên cũng không ghen. Ừ, không, dạ, ghen. Không ghen. Em thì em cảm thấy không có gì phải ghen anh này hết. Bởi vì điện thoại, máy tính, laptop, tất cả mọi thứ em đều biết mật khẩu hết và em vô hết. Anh này không có gì ngoài mấy cái email hay là mấy cái thư từ của khách hàng hết thì em không có anh. Giống như là Facebook anh này nó không biết chơi luôn á. Em gặp em thì em mới bày ra chơi. Zalo là bạn bè, giống như anh này không có một cái mối quan hệ nào. Bạn bè anh cực kỳ ít luôn. Nên em cũng không có cần phải ghen tuông gì nhiều. Bạn bè ít lắm, bạn rồi. Gái không có. Như vậy là chỉ có bao nhiêu tật xấu thôi đúng không Liêm? Dạ, đúng. Vậy dạ hỏi luôn Liêm đi, Liêm có mong muốn vợ em thay đổi điều gì không? Dạ thì cũng thông qua chương trình em mong muốn vợ em thì tính nóng thì có sẵn rồi thì cũng mong một thời gian qua là đã dịu xuống rồi, bây giờ thì cần kiềm lại. Dạ. Coi như là triệt tiêu hẳn cái tính nóng đi. Thì đấy là hạnh phúc cho gia đình và cho những người xung quanh. Bây giờ hỏi xoáy vô chút xíu nè. Tại vì thường hai vợ chồng mà mới cưới nhau về thương cũng thương nhiều. Dạ. Giận cũng giận nhiều. Dạ. Rồi cãi thì cũng cãi nhiều. Vậy thì mỗi lần mà hai đứa trong 6 tháng qua thì có gây lộn với nhau. Dạ, thật ra cái cơn nóng của cô ấy là nó cỡ nào? Thật ra thì hai đứa em lúc mới thì cũng chưa có bắt nhịp, chưa quen á, nhưng mà dần dần một thời gian thì nói chung là lúc mà vợ em thấy cái mồi này sắp nóng tính là em bắt đầu em dịu xuống, em đi lãng ra chỗ khác, không xoáy vào câu chuyện đó nữa. Hoặc là em lúc mà em lại nhiều lúc có những cái mà em thấy sai trái cho nên là em hay cũng bộc lộ tính hay nóng tí rồi vợ em biết là cũng không nói nữa, từ đấy em cho nên là hai vợ chồng luôn từ đấy là không cãi nhau. Ok. Chị hay cái nóng quá nói phủ đầu vậy thôi. Đó, nói lấn nói lướt vậy thôi chứ cũng không phải là đập đồ đập đạc đúng không? Dạ đúng rồi, em không phải đánh đập đồ mà em đập thì em tiếc lắm. Rồi giờ cái Xuân đó. Dạ. Anh ấy có những tật xấu gì? Kể thật tốt nghe, nãy giờ là thấy kể tốt không? Tốt không à? Thật sự là cho đến bây giờ em vẫn chưa biết được chồng em có một điểm xấu nào luôn. Thôi thôi. Nhưng mà có một cái điểm xấu của ảnh nhiều khi mà em hơi buồn, hay là anh này ảnh không có chịu chia sẻ cho em nhiều trong công việc. Hoặc là anh có một cái chuyện gì đó buồn anh giữ trong lòng luôn, nó không muốn vợ anh biết, cũng không muốn mẹ biết, tất cả mọi thứ luôn. Ngay mà từ lúc mà anh chưa gặp em á, là mẹ cũng không biết anh buồn như thế nào luôn, bệnh tật anh không bao giờ nói. Ví dụ như anh về quê anh bảo là em, anh dặn em này nè, anh bảo là em mà về quê á thì anh mặc chỉnh chu chút nha, chứ mất công ba mẹ nghĩ mình ở trên Sài Gòn khổ lắm, ba mẹ lo. Hoặc là em mà bị mất điện thoại, hôm bữa em bán hàng ở tại cửa hàng á thì có người cướp người ta vào người ta lừa thì em bị mất, em cũng khóc bù lu loa tại vì em tiếc, và trong điện thoại em có nhiều thông tin, nhiều tất cả mọi thứ, em tiếc khóc rồi cái đó. Thì anh ấy bảo thôi để anh mua điện thoại mới cho em, nhưng mà đừng có nói với mẹ là bị mất điện thoại nha, mấy con mẹ lo. Rồi nhiều cái nữa, với em bị Covid á thì mẹ em cũng, anh cũng dặn em là đừng nói cho mẹ, mấy con mẹ lo. Rồi ngay cả công việc của anh á là tự em phải tự tìm hiểu, em biết thông tin về điện thoại, em search vô, em vô những cái email, những cái tin nhắn khách hàng complain á thì em mới biết được anh đang gặp buồn, gặp khó khăn, chứ không bị anh nói với em như vậy đó là một cái điểm xấu mà em cực kỳ buồn luôn. Không chia sẻ với vợ. Không chịu chia sẻ. Khó khăn gì nữa, mình một mình nó không chịu thôi. Nhưng mà sướng gì cũng đều cho vợ hết. Ngày lễ ngày Tết thì đều mua những món quà rất là đắt tiền và dành im luôn. Có nghĩa là anh giữ bí mật cực kỳ tốt. Chỉ trừ cái đợt mà cầu hôn em là bị lộ đưa điện thoại là anh biết rồi, do bị dạy chứ còn sau này anh điện thoại tặng quà cho con gái giữ đó. Nhành tặng quà gì cho em là tất cả mọi thứ là rất là bí mật, là một người bí mật rất là cho tới phút cuối luôn, và em nghĩ rằng em đáng tin tưởng và chẳng bao giờ em ghen. Anh này thì anh không bao giờ ghen em. Trời ơi, nhiều lúc em bực mình á, em bảo là anh em về Đà Lạt chơi với mẹ tầm 10 ngày nha, mà trên Đà Lạt thì em bảo là có người yêu cũ của em, nhưng mà anh á không sao, enjoy đi em, enjoy đi vợ yêu. Vậy đó thì xong rồi cái em chị ruột của em thì hai em vui, thì bảo là sao ở đây chơi 10 ngày nha. Xong em cũng bảo ở đây chơi 10 ngày và em về 10 ngày, anh cũng không nhắn tin em ơi xuống đi hay sao đó, anh ở nhà anh bán hàng giùm em, anh vừa bán hàng vừa làm việc luôn. Xong em mới bực mình, em bảo sao anh không ghen này nọ, hay là em bảo em đi chơi bạn nha, ok đi chơi đi. Em bực mình bởi cái đó, anh không có ghen em bực mình á. Rồi bây giờ em mong muốn anh thay đổi cái gì? Em chỉ muốn anh chồng em là chia sẻ, nhiều khi em gặp khó khăn á, em tại vì khi mà em kết hôn với anh này thì hai đứa cũng không có cái gì trong tay hết, thì em mới bảo là em yêu anh là thật, chứ không có phải là lúc mà anh làm công việc anh kiếm được nhiều tiền thì em thương anh, còn anh gặp khó khăn như thế nào thì em không có thương anh nữa, thì anh có gì anh cứ chia sẻ kể cho em,
thì em chỉ muốn anh đó chia sẻ và kể cho em nhiều, ví dụ hôm nay đi làm như thế nào như thế nào như thế nào. Còn em thì cái tính em thì lúc nào em về em cũng kể cho anh nè, chó nay em mới bị công an hốt em xong anh gì đó em cái gì em cũng bu loa kể cho anh này nghe, nhưng mà nào nhân kể cho em hơi buồn cái chuyện đó. À, có nghĩa là muốn cho chồng chia sẻ nhiều hơn. Dạ. Dù đó là chuyện không vui cho đến cái chuyện buồn. Dạ. Đúng không? Mà chị hỏi Liêm nè, thực ra khi mà em vẫn giữ cái nếp sống như vậy thì em cảm thấy mình có bị áp lực hoặc là có bị quá sức cái sự mà gọi là chịu đựng của mình không? Dạ, hay là anh thấy bình thường? Dạ, anh thấy bình thường là tại vì anh quen cái cách như vậy rồi. Thì thông qua bà xã cũng nói cho em cũng dần dần cũng cải thiện lại, cũng chia sẻ những cái gì mà xung quanh diễn ra cho vợ em. Tại vì tại sao chị hỏi như vậy, em biết không, thực ra như vậy nè, có những người á vì họ quá yêu vợ hoặc quá yêu chồng và yêu cái gia đình của mình, họ tự chịu đựng cho bản thân họ về tất cả mọi thứ, không muốn mọi người xung quanh lo. Nhưng cũng có những tuýp người đó dường như nó là nếp sống, là cái thói quen trong công việc của người ta rồi, chứ không phải là họ chịu đựng, mà đó nó là một cái nếp làm việc của họ rồi. Thì chị nghĩ Liêm rơi vào cái trường hợp thứ nhì. Có nghĩa là như vậy anh sẽ cảm thấy anh thoải mái hơn, anh chủ động trong công việc của anh hơn. Và bởi vì sao em biết không, nhiều khi có những cái chia sẻ em cũng không hiểu mà nó sẽ rất tốn thời gian trong việc chia sẻ đó. Và vì sao em biết không, tại vì sao khi mà anh đã bị, khi anh chia sẻ xong rồi, anh sẽ bị thêm một cái gì áp lực thêm là thôi chết rồi, mình nói như vậy rồi vợ mình có buồn không, mẹ mình có buồn không, mọi người có lo lắng hay không, anh còn mệt hơn nữa. Thì ở đây chị đứng nói như vậy, em có thể chia sẻ những cái việc khác ngoài công việc, chẳng hạn những cái thú vui của em, chẳng hạn nói ờ vợ ơi bữa nay anh thèm ăn này quá nè, vợ nấu cho anh ăn nha, ví dụ. Hoặc là hôm nay có một thằng bạn mắc cười lắm thế này nọ kia, về cuộc sống. Còn có thể những cái công việc các em nó là một cái điều gì đó nó thuộc cái phạm trù mà có nói ra người ta cũng không hiểu. Thì để riêng cho anh đi, mình cũng không cần xen vô cái chuyện đó, tại vì nếu như anh cảm thấy là anh thoải mái trong cái việc đó thì việc gì mà mình phải khơi nó ra. Đúng rồi. Đó, tuy nhiên đó, như chị nói, em về em trao đổi vợ em về những cuộc sống xung quanh, về bạn bè, về các mối quan hệ. Đúng rồi. Nó mang tính giải trí, nó mang tính vui vẻ thì vợ chồng sẽ hạnh phúc hơn. Đúng không em? Giống như em chị một, em về nhà chuyện gì em kể cho mình nghe hết luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, chuyện ta bà thì nhiều khi em thích người nào nhiều khi tôi kể cho bà nghe hết đó. Những cái chuyện đơn giản thôi, đúng rồi. Anh gặp khách hàng ra nói anh như thế này em cũng rất là muốn nghe. Em mà đi làm thì trời, hôm nay em đi làm á, khách lì xì cho em á một phong bì 100 đô luôn đó anh. Em cũng về em kể nhau không đi. Bao giờ thì đó, những cái đó thì em cứ việc chia sẻ, nhưng okay, mà những cái công việc của riêng thì em không cần thiết. Rồi chắc chắn là sau hôm nay về bảo đảm bạn Liêm sẽ open hơn, sẽ chia sẻ với em, sẽ kể với em rất là nhiều chuyện hơn nữa. Và em thấy nếu như mà có hiệu quả, nhớ gửi thư về cho chương trình. Cảm ơn chị Một Hồng Vân nha. Dạ. Rồi, cảm ơn hai em đã đến đây chia sẻ câu chuyện hạnh phúc nha. Chút xíu chúng ta gặp lại. Ha. Em ngồi đây chờ. Ok. Rồi. Dạ. Rồi chào hai em. Dạ.